vô mở trình duyệt lên, mở lên trên trang web developer.apple.com program set register để mà đăng ký cái tài khoản Apple ID. Sau khi vào cái trang web này, chúng ta bắt đầu là create a new Apple ID, thì chúng ta điền cái địa chỉ email, cái mật khẩu của mình và nhập lại cái mật khẩu của mình. Thì cái email thì bạn nhớ là xác định email này, lát nữa nó gửi cái code của mình khi đăng ký vô xong. Thì ngày sinh, ngày tháng, năm, rồi giới tính thì các bạn điền điền nhớ điền địa thông tin, điền địa thông tin đâu, tên của bạn là gì, tên lót của bạn là gì, nước của bạn ở đâu, rồi cái địa chỉ của bạn ở đâu, rồi nhập số phone điện thoại, rồi và chúng ta nhấn tiếp là continue. Sau khi đến bước cái tiếp thì chúng ta nhớ check vô cái lĩnh vực mà chúng ta sẽ lập trình cho nó, iOS hoặc là trên lập trình cái phần mềm cho Mac OS X, hoặc là chúng ta chọn coi là mình cái lĩnh vực của mình ở đâu. Thì mình ở đây thì mình chọn là education và app thì chúng ta cho nó public luôn, là free application luôn. Thì nó khoảng hỏi thời gian bao lâu để mà bạn lập trình viên, thì bạn 5 năm, thì những yes, bạn check cho Mac OS X, rồi bạn lập trình trên, có thể lập trình trên công nghệ nào, mình chọn là S, rồi mình đăng ký cho lập trình nhà, rồi certify, rồi nhấn kế tiếp là nấp continue. Sau khi đã biết chữ tiếp thì đây là cái điều lệ của mình đăng ký thôi, mình check vô là đăng ký đồng ý với tất cả các điều khoản. Sau khi đăng ký xong thì nó sẽ gửi một cái đoạn passcode đến cái địa chỉ cái email của mình. Mình vô cái địa chỉ email này, mình copy passcode lại. Mình copy cái địa chỉ passcode và bắt đầu nhập. Nhấn nút Continue. Sau khi đăng ký thì chúng ta ghi là bạn đã đăng ký thành công cái Apple Developer. Nhấn nút kết thúc.